Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, trong 24 giờ tới, khu vực tỉnh Long An chịu ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục dắt qua Bắc Bộ, nối với áp thấp nóng phía Tây suy yếu nhẹ, bị nén và đẩy xuống phía Nam bởi áp cao lạnh lục địa tăng cường. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục dắt qua Trung Trung Bộ hoạt động mạnh. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho địa bàn tỉnh Long An. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay và ngày mai, trên địa bàn toàn tỉnh mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ và nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 80%, gió nhẹ. Về tình hình thủy văn, mực nước lên theo triều, dự báo ngày mai 5 tháng 4, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Tân An là 0,86m, tại trạm Bến Lức là 0,87m, tại trạm Mộc Hóa là 0,42m. Trong ngày có 2 lần xuất hiện với khoảng thời gian từ 15 đến 17 giờ và 21 đến 23 giờ. Riêng Mộc Hóa đỉnh triều xuất hiện vào lúc 2 đến 4 giờ. Về tình hình độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Long An, theo dự báo độ mặn tại các sông lên chậm. Dự báo ngày mai 5 tháng 4, độ mặn đo được ở các trạm chính như sau. Tại trạm Cầu Nổi trên sông Dầm Cỏ, cách cửa sông 20 km, độ mặn đo được là 16,8 g/l. Tại trạm Bến Lức trên sông Dầm Cỏ Đông, cách cửa sông 67 km, độ mặn đo được là 4,7 g/l. Tại trạm Tân An trên sông Dầm Cỏ Tây, cách cửa sông 80 km, độ mặn đo được là 3,6 g/l. Dự báo ranh giới độ mặn 4 g/l xâm nhập sâu vào nội đồng 77 km ở Dàm Cỏ Tây thuộc phường 2, phường 5, thành phố Tân An, hơn 80 km ở sông Dàm Cỏ Đông thuộc xã Lương Hòa, Thạnh Hòa của huyện Bến Lức. Còn ranh giới độ mặn 1 g/l xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 100 km ở Dàm Cỏ Tây thuộc Tân Đông, Thạnh Hóa và hơn 92 km ở sông Dàm Cỏ Đông thuộc Hữu Thạnh, Đức Hòa. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, tại miền Đông Nam Bộ, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, có nơi dưới 24 độ. Và nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 35 đến 37 độ. Đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.